chúng ta đi vẽ biểu đồ lực cát và mô ăn uống phát sinh trong dầm AC bằng phương pháp vẽ nhanh. Dầm AC chịu lực phân bố đều suốt chiều dài, cường độ là 3 kN/m². Lực tập trung B bằng 40 kN tại B và một ngẫu lực tập trung M bằng 8 kN/m tại B. Tại A là gấu định, tại C là ký tựa. Vậy trước khi đi vẽ biểu đồ, chúng ta sẽ tìm phân lực tại A và C. A là gấu cố định sẽ có hai phân lực là XA và IA. C là liên kết tựa mặt ngang cho có một phân lực là IC. Trong trường hợp này, thanh ABC chỉ chịu tác dụng của lực tập trung, lực phân bố mà lực phương của lực là theo phương đứng. Cho nên thành phần phản lực theo phương ngang tại A sẽ bằng 0, tức là XA bằng 0, chúng ta có thể bỏ. Vậy tại A chúng ta chỉ cần đặt IA và tại C chúng ta chỉ cần đặt IC thôi, còn XA bằng 0 có thể bỏ. Tìm IA IC bằng hai phương trình cân bằng. Phương trình Bô-măng tại A bằng 0, mình suy ra được IC bằng 23 kN. Chiếu các lực lên phương đứng cho bằng 0, chúng ta sẽ tính được IA bằng 41 kN. Vậy tính ra kết quả dương, có nghĩa là chiều mình giả sử đúng. Vậy khi vẽ biểu đồ, chúng ta sẽ thay IA bằng 41 kN, IC bằng 23 kN vào. Chúng ta đi vẽ biểu đồ. Thì đoạn này, trong bài toán này chúng ta sẽ có hai đoạn, là một đoạn AB, một đoạn BC. Có 3 đường giống, chúng ta sẽ giống xuống 3 đường này. Đầu tiên chúng ta vẽ biểu đồ lực cắt QI, chọn một trục chuẩn song song với trục thanh. Đây là trục thanh nằm ngang, cho nên đường chuẩn nằm ngang, đường này đường 0. Vẽ từ trái qua, tức là vẽ tại A, bắt đầu từ 0. Vậy vẽ lực cắt sẽ có hai bước. Bước thứ nhất là gì? Nhảy. Thì bước nhảy chỉ xảy ra tại những đường phân cách này thôi. Sau khi nhảy, chúng ta sẽ viết mối quan hệ lực cắt giữa đầu đoạn và cuối đoạn. Bắt đầu từ 0 tại A. Rồi, tại A có lực tập trung 41 kN hướng lên, cho nên tại A sẽ có bước nhảy lên là 41 kN. Và giả sử tôi chọn chiều cao này là 41 kN đây. Rồi, nhảy xong chúng ta sẽ viết mối quan hệ lực cắt cuối đoạn và lực cắt đầu đoạn trên đoạn AB. Vậy là QI tại B sẽ bằng QI tại A cộng RQ trên đoạn AB. Trong đó QI tại A là bằng 41 kN. Hợp lực phân bố trên đoạn AB đây chính là gì? Bằng lực phân bố là Q là 3, nhân chiều dài AB là 2 là 6, nhân lực hướng xuống là âm, vậy là trừ 6, vậy là bằng 35 kN. Vậy lực cắt tại B bằng 35 kN dương, dương ở trên 35 đây. Rồi chúng ta nối đường thẳng từ 41 đến 35. Rồi, tới B là tới đường phân cách sẽ nhắc mình nhảy. Tại B có lực tập trung 40 kN hướng xuống, cho nên tại B sẽ có bước nhảy là 40, nhảy xuống 40. Tại B nhảy xuống 40, chúng ta đang ở trên 35, nhảy xuống 40, vậy ở dưới 5, mà dưới là mang dấu âm. Rồi, sau khi nhảy chúng ta sẽ viết mối quan hệ lực cắt cuối đoạn và đầu đoạn trên đoạn BC. Vậy là QI tại C sẽ bằng QI tại B cộng hợp lực RQ trên đoạn BC. Trong khi đó là QI tại B đang là trừ 5 kN. Hợp lực phân bố trên đoạn BC chính là lực phân bố là 3 nhân chiều dài là 6. Vậy là mà hướng xuống là trừ, trừ 3 nhân 6, vậy là trừ 23 kN. Vậy lực cắt tại C là âm 23 kN, âm là ở dưới, dưới đây đó. Vậy là âm 23 đây. Vậy chúng ta sẽ nối đường thẳng từ trừ 5 đến trừ 23. Rồi, tại C là đường phân cách đây, nhắc mình nhảy, nhìn lên sẽ có lực tập trung là 23 kN hướng lên, cho nên tại C sẽ có bước nhảy lên 23 kN. Đây, nhảy lên 23. Vậy về 0, vậy biểu đồ của mình kết thúc ở 0. Và chúng ta đã vẽ được biểu đồ lực cắt cho dầm AC. Vậy trên đoạn AB lực cắt bật nhát, trên đoạn BC lực cắt bật nhát. Vậy biểu đồ mô ăn uống của mình sẽ là bật gì? Bật 2, các bạn chú ý. Trên đoạn AB lực cắt của mình là hàm bật nhát, cho nên mô ăn uống sẽ là bật 2. Tương tự trên đoạn BC lực cắt cũng là bật nhát đây, thì mô ăn uống sẽ là bật 2. Tuy nhiên có điểm đặc biệt là gì? Lực cắt trên đoạn AB thay đổi từ 41 đến 35, tức là không bằng 0, cho nên mô ăn uống trên đoạn AB không có cực trị. Tương tự lực cắt trên đoạn BC thay đổi từ trừ 5 đến trừ 23, tức là không bằng 0, cho nên trên đoạn BC mô ăn uống hàm bậc 2 không có cực trị. Vậy không có cực trị thì chúng ta chỉ vẽ điểm đầu, nối điểm đầu đến cuối và vẽ hàm bậc 2 hướng lực, tức là lực hướng xuống, vẽ hàm lỗm được rồi. Rồi, vậy vẽ biểu đồ mô ăn uống chúng ta sẽ bắt đầu tại A, đi từ trái qua là bắt đầu tại A. Từ A này, tại 0, tại 0 này. Thì khi vẽ biểu đồ nguồn uống chúng ta chú ý, tại đường phân cách thì sẽ có bước nhảy, có hai bước thôi. Thì là bước nhảy xảy ra tại những đường phân cách này. Sau khi nhảy xong chúng ta sẽ viết mối quan hệ mô ăn uống cuối đoạn và mô ăn uống đầu đoạn. Rồi, bắt đầu từ A, tại 0 đây. Vậy chú ý nè,
tại A là không có nhảy, vì tại A không có nỗ lực tập trung, cho nên tại A không có bước nhảy, nằm yên tại không ở đây. Và trên đoạn AB là MX không có cực trị, chúng ta sẽ tìm mô ăn uống tại B luôn. Vậy viết mối quan hệ MX tại B sẽ bằng MX tại A cộng diện tích lực cắt QI trên đoạn AB. Mà MX tại A chính là bằng gì? Bằng 0. Lực cắt trên đoạn AB chính là hình thang. Hai chiều cao là 41 và 35, cạnh ngang là 2. Vậy là diện tích hình thang là 1/2, đáy nhân chiều cao là 41 cộng 35 nhân cho gì? Nhân cho 2. Vậy là bằng 76 kN nhân mét. Tức là mô ăn uống tại B là dương 76, mà mô ăn uống dương là ở dưới. Vậy chọn giá để xử ở đây là 76. Vậy chúng ta sẽ nối hàm bậc 2 parabol mà lỗm, tức là hứng lực nha các bạn. Tức là trong trường hợp này là gì? Trên đoạn AB mô ăn uống không có cực trị, thì chúng ta chỉ chìm điểm đầu, điểm cuối và nối hàm bậc 2 lỗm, lực hướng xuống lỗm. Rồi, xong. Đó là xong, vẽ xong trên đoạn AB. Rồi, tới đường phân cách là phải nhắc mình nhảy. Các bạn chú ý nha, khi vẽ biểu đồ nỗ lực chỉ có hai bước thôi. Bước thứ nhất là gì? Tại đường phân cách là nhảy, nhảy xong qua quan hệ cuối đoạn đoạn. Vậy tại B nhìn lên có nỗ lực tập trung cùng chìm hồ là giá trị là 8 kN. Mà cùng chìm hồ là nhảy gì? Nhảy xuống. Vậy tại B mô ăn uống MX có bước nhảy xuống là 8 kN. Các bạn chú ý nha, cùng chìm nhảy xuống, ngược chìm nhảy lên. Vậy mình đang ở 76, mình nhảy xuống 8 là mình thành gì á? 84 ha. Chú các bạn chú ý nha. Cùng chiều nhảy xuống, ngược chiều nhảy lên. Đó là theo cái nhận xét. Rồi, sau khi nhảy xong, chúng ta sẽ viết mối quan hệ mô ăn uống cuối đoạn đầu đoạn trên đoạn BC. Vì trên đoạn BC mô ăn uống không có cực trị, cho nên chúng ta điểm tìm cuối đoạn luôn. Vậy là các bạn chú ý nè, trong đoạn BC mô ăn uống MX không có cực trị, cho nên chúng ta tìm được cuối đoạn luôn. Tức là MX tại C bằng MX tại B cộng diện tích lực cắt QI trên đoạn BC. Trong khi đó MX tại C tại B này là đang là 84 kN nhân mét, 84 kN/m. Diện tích lực cắt trên đoạn BC chính là hình thang, đỉnh là -5 -23, cạnh ngang là 6. Vậy là -1/2 của 5 + 23 + 6. Vậy là bằng gì? Bằng 0. Vậy mô ăn uống MX tại C bằng 0. Tại C bằng 0 đây. Vậy bằng 0 đây. Đó. Vậy là gì? Vậy là parabol trong đoạn BC là không có cực trị, chúng ta sẽ vẽ parabol lỗm nối từ 84 đến 0. Đây lỗm. Đó, lỗm ha. Rồi, hàm bậc 2 hứng lực. Và tại C không có nhảy. Vậy biểu đồ gì? Vậy không. Vậy trong trường hợp này chúng ta đã vẽ được biểu đồ mô ăn uống cho thanh ABC. Và trường hợp này là gì? Là biểu đồ mô ăn uống không có cực trị nha các bạn. Hàm bậc 2 không có cực trị. Thì mình vẽ hàm bậc 2 hứng lực, tức là gì? Lực hướng xuống, nó sẽ lỗm. Vẽ lỗm, mình chỉ nối đi đầu đến cuối và lỗm thôi.